Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 68 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1954, trong lễ chào cờ lịch sử, nhân dân thủ đô Hà Nội đã được nghe lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào thủ đô nhân ngày giải phóng. Trong lời kêu gọi, Bác viết: 8 năm qua, chính phủ phải xa rời thủ đô để kháng chiến cứu nước. Tuy xa nhau, nhưng lòng chính phủ luôn luôn gần cạnh đồng bào. Trong lời kêu gọi nhân ngày thủ đô giải phóng, Bác thay mặt chính phủ bày tỏ: từ nay, chính phủ và nhân dân ta phải cùng nhau cố gắng nhiều để khôi phục, củng cố và phát triển đời sống tinh thần và vật chất của thủ đô ta. Chính phủ và nhân dân phải cùng nhau ra sức giữ gìn trật tự an ninh tốt thì mọi người mới an cư, lạc nghiệp. Chúng ta phải cùng nhau gây nên một phong trào cần kiệm liêm chính và mỹ tục thuần phong. Chúng ta phải thực hiện chính sách công và tư đều được chiếu cố, chủ và thợ đều có lợi. Các bạn công nhân hăng hái sản xuất, bà con công thương hăng hái kinh doanh. Chúng ta cần phải duy trì và khôi phục mọi hoạt động sản xuất, buôn bán, kinh tế và tài chính của thủ đô ta. Chính phủ và các vị cha mẹ học trò phải cùng cố gắng để cho con cháu ta được tiếp tục học hành. Các nhà văn hóa, giáo dục phải hăng hái phục vụ nhân dân. Chúng ta phải duy trì và khôi phục mọi hoạt động văn hóa. Về chính trị, chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ, thực hiện tự do dân chủ. Mọi người đều đưa hết tài đức của mình để khôi phục thủ đô và xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Bác cho rằng, việc khôi phục lại đời sống bình thường sẽ khó khăn, nhưng bác tin chính phủ có quyết tâm, toàn thể đồng bào Hà Nội đồng tâm nhất trí, góp sức với chính phủ, thì chúng ta nhất định vượt được mọi khó khăn và đạt được mục đích chung, làm cho Hà Nội thành một thủ đô yên ổn, tươi vui và phồn thịnh. Gần 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực không ngừng xây dựng Hà Nội thành một thủ đô yên ổn, tươi vui và phồn thịnh như sinh thời Bác hằng mong. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng chục vạn người con thủ đô lên đường tòng quân chiến đấu khắp các chiến trường. Nơi hậu phương, Hà Nội trở thành một trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho tiền tuyến với phương châm thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Và bằng lòng quả cảm, anh dũng, quân và dân Hà Nội đã bảo vệ vững chắc vùng trời Hà Nội, làm nên Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người đã buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris vào đầu năm 1973, tiền đề quan trọng để cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thu non sông về một mối. Bản lĩnh và khí phách Hà Nội tiếp tục được tỏa sáng trong thời kỳ xây dựng đất nước thông qua việc gương mẫu đi đầu trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Thành tựu đạt được hơn 35 năm đổi mới tiếp tục là minh chứng đầy thuyết phục cho sức vươn lên của thủ đô. Với những danh hiệu cao quý: thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, điểm đến an toàn, bình yên và thân thiện, 3 lần được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội tự hào cùng cả nước đã xây dựng và phát triển thủ đô, từng bước xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và hợp tác quốc tế của đất nước, là hình ảnh thân yêu trong lòng mỗi người dân và bạn bè quốc tế. Hà Nội không quên lời Bác dặn. Hà Nội hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, một bộ mặt mới trên tất cả các lĩnh vực. Hà Nội đã trở thành nơi kết nối những mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc, nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.